Các bạn ơi, Picotim lại vừa có một thông báo về việc là điều chỉnh cái tốc độ đào Pi Network trong thời gian sắp tới. Thì đây các bạn có thể xem là thông báo này, cái tỷ lệ đào cơ bản sẽ được điều chỉnh vào cuối mỗi tháng đó. Đây hình ảnh một người thợ đào Pi bụng đang vơi rồi liếng xiểng ra ngoài. Đấy, và Picotim kêu gọi là các bạn hãy đào với cái tốc độ hiện tại ngay mà có thể. Đấy, ngay lúc này các bạn có thể đào được, về sau càng ngày càng giảm. Đó thì chúng ta thấy là cái độ quý và hiếm của dự án thì đang tăng dần lên theo thời gian. Đó, thì bạn nào mà càng đào sớm thì càng hưởng được cái tốc độ đào tốt hơn so với cái thời gian sắp tới. Thì cái thông báo này được đưa ra từ của Picotim từ 26 tháng 4 lúc 10 giờ 14 sáng. Ok, đây các bạn vào đọc kỹ hơn này. Đấy, vào cái ngày 28 tháng 12 năm 2021 thì chúng tôi ra mắt cái mainnet cùng với cái chương trình sách trắng mới của Picotim. Thì mô tả cái mô hình cung cấp mới của Pi và cơ chế khai thác mới, phần thưởng khai thác trong nguồn cung cấp giới hạn đó. Thì vào ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022 thì công thức phát hành phần thưởng giảm dần thì bắt đầu có hiệu lực. Đấy. Cụ thể là tỷ lệ khai thác cơ bản trên toàn hệ thống đã giảm dựa trên cái tổng nguồn cung giới hạn và được xác định bởi cái công thức. Thì tiếp theo là vào ngày 14 tháng 3 năm 2022, cơ chế khai thác mới bao gồm các phần thưởng mới được chỉ định trong sách trắng tháng 12 là bắt đầu có hiệu lực. Đấy. Những người tiên phong hiện có thể tăng tỷ lệ khai thác bằng cách bằng nhiều cách, thông qua cái việc là khóa Pi này, sử dụng ứng dụng và chạy nốt. Đấy. Đại loại là những cái thông tin này thì Picotim nhắc lại thôi. Đấy, nhắc lại cho các bạn lưu ý việc đấy. Và đây các bạn nhìn này, nhớ rằng vào ngày 1 tháng 5 2022 tỷ lệ cái khai thác cơ bản sẽ được điều chỉnh một phần trong cái việc là thay đổi tốc độ đào hàng tháng. Đấy rồi, thì chứng tỏ là càng ngày càng giảm đi các bạn ạ. Các bạn xem check lại xem là tỷ lệ khai thác bây giờ là bao nhiêu. Tốc độ khai thác cơ bản đấy, đấy 0.00202 pi trên giờ. Ok, sau ngày 1 tháng 5 thì chúng ta sẽ check lại xem cái tốc độ này sẽ giảm bao nhiêu nhá. Ok, cảm ơn các bạn.